vàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mới sáng ngày ra đã chảnh chọe nhau rồi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, nhưng mà tại... Tại cái gì mà tại? Lên đi. Sau buổi chầu hôm nay nhá, tôi không sống mãi một phen với ông, tôi không làm người nhá. Này, thề luôn đi. Có Ngọc Hoàng ở đây này, muốn làm gì làm luôn đi. Ờ, này, ông thích cái gì? Này, này, thích gì? Ông phải phạt gì của thằng Thiên Lôi mà ông bênh đâu. À, hay chảnh chọe nhau. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, nhưng mà đánh đá thân. Yên nào. Đứng nguyên tại chỗ đi. Nhắm mắt lại, 3 giây thôi. Thế nào, Nam Tào? Dạ, thần thấy bình thường ạ. Sao, đấu? Dạ, thần thấy bình thường. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, tự nhiên giọng bắt đầu buồn cười thế. Eo ơi, khiếp ý. Rồi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng ơi, Hoàng ơi, thế nào mà lại sắp thần lại. Hay chảnh chọe nhau, bây giờ ta hoán đổi giới tính cho nhau. Như vậy thì mới hiểu và thông cảm cho nhau được. Dạ bẩm Ngọc Hoàng đấy, nhưng mà... Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thế có nghĩa là từ nay thần cứ phải thế này ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, không chịu đâu, ngã không được đâu. Tao bảo Ngọc Hoàng, thằng này nó đi kiểu này không quen, thế nào ngã làm sao? Còn lâu mới ngã nhá, ngã lắm. Đấy, thế này. Cười cái gì? Tao này, bây giờ mình là nữ rồi, mình phải dịu dàng, đi đứng phải tạo dáng một tí, cứ giật giật như thế. Người ta lại tưởng mình là động kinh đấy. Ngọc Hoàng, thần đâu có muốn thế này. Chẳng qua Ngọc Hoàng, thần không chịu nổi cái kiểu. Thôi đấy, em cứ làm trò đi. Bây giờ sắp đến giờ chầu rồi. Dạ. Gọi các táo vào check in đi. Eo ơi, Ngọc Hoàng xính ngoại ngữ thế. Check in cơ. Why not? Why not? Trời ơi! Tiếng Anh điên đảo luôn! Dạ, bẩm Ngọc Hoàng. Năm nay cũng là vừa tròn 10 năm các táo lên chầu, cho nên chúng thần mạo muội xin ý kiến Ngọc Hoàng là muốn tổ chức một tiết mục văn nghệ để chào mừng sự kiện này. Ngọc Hoàng thấy thế nào? Cho chúng thần làm đi. Được. Thích văn nghệ lắm. Được, được, được. Từ từ! Ta nói này, ta đồng ý, nhưng mà nhớ là phải làm đơn giản, gọn nhẹ, dạ. Trên tinh thần tiết kiệm, dạ. Nhưng nhớ nhá, là phải thật hoành tráng đấy. Dạ. Thế nào mà lại đơn giản này, tiết kiệm này, mà lại hoành tráng, có làm được không? Được chứ, làm Ngọc Hoàng sướng thật đấy. Cứ ra chỉ thị, rồi làm thế nào mặc kệ, nói phát bỏ đi luôn. Thôi, ở đây chuẩn bị đi, nhá. Sau đây, tiết mục mở màn, kỷ niệm 10 năm táo quân chầu trời, xin phép được bắt đầu.